Xin chào mọi người, thì hôm nay mình tính hàng cho một bạn có cái nickname tên là Sư Thúc Ngáo nhá. Thì hiện tại bạn ấy đang ở Kim Cương 3. Đầu tiên thì mình sẽ vào trang Ngọc của bạn ấy cho mọi người cùng xem. Ôi trời, bạn Ngọc ấy, bạn Ngọc Châu Bò này. Công vật lý thì 13.0, rồi giáp, rồi máu. Sát thủ ở đây, có bạn Ngọc sát thủ đây. Hút máu được 7.2, máu tối đa thì 155, không vật lý thì 0.99 à. 0.9 về là Ngọc có một cục thôi. Hôm nay thì mình sẽ chơi về vị tướng đâu rồi. Phoenix đi ha. Phoenix này hiện tại đang bán được 18k vàng ở trong cửa hàng ấy nhá. Đây thì mình sẽ trang bị cho con Phoenix này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip gọi là clip về Phoenix nhá. Mình sẽ đây. Hay là từ nào. Hay là mình làm clip Phoenix và mát phức hợp kiếm đi ha. Đây, ui giời ơi. Đây, ui giời, 24 cây. Đúng rồi, cây kiếm chi hồn của mình sẽ lên cái mát phức hợp kiếm. Để xem. Hiện tại bạn này ở Kim Cương 3. Quất luôn cho nó nóng. Ngại cái gì? Sao phải xoắn đúng không? Thế mọi người thì nếu mà mọi người là mình, mọi người có dám lên mát phức hợp kiếm không? Đây, mình sẽ đích luôn, một khóa luôn cho mọi người xem luôn. Lỡ ơi, cuộc sống này mà chơi đi, cứ chơi khi mà cuộc đời cho phép mà, thoải mái đi, chơi đi chơi, đừng có để tôi lo. Dừng thì để xem nào. Theo mình nghĩ thì nó lên gây mát phức hợp kiếm thì thực dạng là hơi bị, thứ nhất là mày này, thứ hai là có máu nhiều này, là trâu này, máu nhiều là trâu rồi. Thứ ba là nó có hút máu này, hút máu nó cộng dồn cứ một cây là 10, một cây là 10, cây cộng cây kiếm chi hồn nữa là rất là nhiều luôn. Thứ ba là có xuyên giáp này. Ui trời, cái cây này nó gọi là cái cây này công thủ toàn diện luôn. Phức hợp kiếm đây, nó là thực ra là công thủ toàn diện luôn. Mình lên cho nó khoảng 4 cây. Nhưng mà theo mình đoán thì chắc lên thẳng tầm 2-3 cây là coi như là, một là tem mình chết, hai là tem mình kia chết. Ai chả trả tem mình, sao mà tem mình kỳ cục vậy? Tem có ghi đu không vậy? Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Gặp mình tròn game, gặp tem mình tròn luôn, khổ. Sao đây? Ok, không sao. Bạn này thì có Phoenix nhưng mà bạn ấy chưa có chơi. Chơi được giá là thấp. Tem mình cũng gặp Agenka cũng test tướng luôn. Cũng may là tem mình kia toàn là những người gọi là test tướng hoặc là chơi ít. Theo mình thì mình cũng chả sợ đâu, ok. Giờ này thì gặp Nakaroth để xem nào. Mọi người cũng có thể xem cái trận nào này, xem Phoenix có ăn được Nakaroth không nhá. Theo mình thì tùy theo cách chơi thôi. Với lại tùy theo người chơi Phoenix đấy, chứ không phải là tùy theo người chơi Nakaroth. Nếu mà Phoenix mà chơi kém thì gặp Nakaroth nó đánh kém nó cũng thắng nữa. Nhưng mà nếu mà gặp người chơi Phoenix thuộc dạng là tốt đó, thì Nakaroth mà đánh hay thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Đấy là mình nói thật. Cái gì thì mình nói thẳng luôn. Còn tùy mọi người nghĩ thôi, mình cũng không dám chắc nữa. Nhưng mà theo mình thấy thì con này nó từng vào hòm báu vật mà. Mà báu vật thì chắc chắn là phải hiếm rồi. Quý thì hiếm nó mới đưa vào trong đấy. Bây giờ nó mới được thả ra đấy. Nhưng mà Nakaroth thì làm gì mà được đưa vào trong hòm báu vật đấy làm gì. Ai cho vào mà chui. Đúng không? Đó, mình cũng phải suy ra mình tính được với sức mạnh về cái vị tướng này. Ui giời, phức hợp kiếm đẹp quá. Này, 4 cây này, ui giời. Nguyên một hàng đều luôn. Nhìn phê con mắt luôn. Con này đang bán được 18k vàng ở trong hòm ý lộn ở trong cửa hàng đấy. Mọi người có thể xúc em ấy về và chơi thôi. Sướng lắm. Con Slim đó nó cũng rất là mạnh nhưng mà theo mình thì con này dễ chơi hơn. Slim khó chơi tại vì cái chiêu 1 của nó phóng và chuẩn xác kìa. Với này chiêu thức thì nó cũng khá là giống nhau đấy. Nhưng mà con này nó xài sát thương chuẩn, Slim kia phóng đâu có trúng đâu. Còn con này là bắn là chắc chắn là phải dính rồi. Cứ quăng chiêu 1 thì trong tầm là dính thôi. Còn con Slim thì phải quăng, phải ném cái đó. Mà ném cái đó không cẩn thận có khi không trúng đâu. Ai, con này chui qua này, chui qua này. Nó sẽ về hồi máu chứ. Đéo thật đấy chứ. Này, này, ok. Đấy, ăn rừng rất là nhanh luôn. Mới có rồng còn chưa xuất hiện là mình đã cấp 4 rồi đấy. Ê, bảy rồi, làm cái gì đấy? Đánh nhau à, đánh nhau luôn anh em ơi. Đúng rồi, xông lên. Đâu hỏi tem mình đâu hết rồi. Mít mình tới kìa. Ui hồi, tuyệt vời quá. Và là đây tem màn lên bảng đếm số không? Ôi, không chết kìa. Không chết thì mô tốt là phải chết. Ý lộn Toro là phải chết. Chiến công đầu. Nhưng mà rất tiếc, mình không phải là người hạ gục. Chán thế.
Phải chi pha đấy mà mình ăn được thì nói chung là trận này là ngon rồi. Ê đấy, hôm bữa là mình không biết cái con này có cái chữ một quang màu chu đâu, nhưng mà khi mà mình làm clip trước thì mọi người nói chung là nhắc nhở mình khá là nhiều, nên mình mới biết con này có chữ một quang màu chu ấy chứ. mang tiếng làm clip hướng dẫn mà không biết chữ một quang màu chu được không? Và hai cả mình luôn đúng không? Nhưng mà không sao, kể cả mình đánh mình không biết vào quang màu chu, nhưng mà mình đánh quang màu người là được rồi, biết quang màu người là hạnh phúc rồi. Đây này, nó trong này này. Đúng rồi, hay quá. Chạy vào luôn, hay quá. Ôi trời, là gì đây? Ê đừng, bạn chạy đi đâu? Để cái mạng ra cho mình nha. Ê đừng qua ăn mạng mà. Hay quá. Vậy là mình đã giết được Natalia tại mạng rồi. Một mạng đầu tiên cho mình. Tuyệt vời. Đâu rồi? Đi về ăn cái bụi xanh cái đã. Tại vì nếu mà không có mana thì khá là phế. Với lại mình cũng phải farm nhiều một chút. Đi rừng thì công việc của rừng là phải farm. Farm phải nhiều hơn những vị tướng bên ngoài thì mình mới xanh được. Này, không cần trừng trị luôn, không cần tê tái luôn, cũng giết được cái con đấy. Nào, con này thì mình phải cho nó cái tê tái vào đầu nó đấy. Này thì chạy về này, chạy về đi. Chạy giùm cái. Khổ. Cứ chạy về cơ đấy. Này, chạy đi. Chạy này. Ái chà chà. Ê, đừng đánh nhau nha, mình tới đây. Này, quăng cho một cái này. Cái gì Nakaros ơi, bạn làm gì đây? Ôi trời ơi, bạn có vẻ khổ báo nhờ. Khổ báo quá, đôi khi mình sợ đấy. Khổ. Giờ thì con này lúc đầu thì khá là yếu. Nói chung là hơi yếu thôi chứ không phải khá yếu đâu. Nhưng mà về sau này khoảng tầm giữa trận ấy, trở đi ấy. Ôi trời ơi. Trời, nó chả này chẳng ngán ai bao giờ. Này, lướt qua này. Đấy, để con quá ở trên cái đường gọi là cái đường ray xe lửa đấy. Nó rất là thốn luôn. Máu nó cứ sụt ầm ầm làm sao mà chơi. Nào. Ấy, quăng cho một cái chứ một thôi. Nổ cái đẹt một cái. Trời ơi, sướng nhá. Chả có gì con gì để ăn thế này. Đâu rồi. Xuống đi, trời ơi. Em gái ơi, em yếu đuối quá. Để anh giúp cho em một cái gọi là sức mạnh. Ai thầy quá, không trúng chiêu một. Và đấy mà trúng chiêu một thì ôi phê mình chết. Đâu rồi. Ôi. Thôi bỏ đi. Ô ma kìa. Lên nào anh em. Kìa ô ma kìa. Trời ơi. Mình tính không lên đâu nhưng mà thấy ô ma thêm bạn đấy trụ ác quá. Mình phải lên mình. Rồi chạy đi đâu. Nào chạy đi đâu. Ê đừng ra nữa. Trời ơi cậu ơi. Để cho mình đi, trời ơi, mình đi ganh cậu mà. Sao cậu cứ ăn mạng của mình thế không biết nữa. Đâu cần cậu đâu. Mà thôi không sao. Nói chung là ai ăn cũng được. Nhưng mà mình đang làm clip mà nhường mình chút xíu đúng không? Cho nó clip mà nó thêm phần hấp dẫn. Nói chung là mắt thanh luôn. Thế nó mới phê được. Ôi trời ơi, làm gì đây? Đánh nhau này rồi xong. Có khi lại Penta cũng nên. Một em, hai em. Đâu rồi? Hai mạng rồi, đứng lại coi. Hay quá, trúng luôn. Này. Ý giời ơi, lại sướng cơ. Ôi trời ơi, sao được double tap. Ba mạng mà. Đấy, đúng rồi, hat trick chứ. Sao mà double tap được. Và đấy, mình phải được hat trick là chính xác luôn. Tại vì mình double tap hồi nãy rồi mà. Từ bạn ơi, anh em ơi từ từ đi, để đang quay clip, chờ chút xíu đi. Trời ơi, mình đang lên đồ phức hợp kiếm mà, chưa lên xong phức hợp kiếm mà end game thì chết mất. Làm sao mà chơi, đánh từ từ thôi, đi ăn rồng, ăn rừng đủ kiểu đi chứ, kiếm ít tiền lên đồ nào. Đấy, con này ăn rồng thì phải nói là, nói chung là kinh khủng luôn ấy, không phải nhanh nữa mà là quá nhanh luôn. Chưa thấy con nào ăn rồng bằng con này ấy, kể cả crit nát luôn. Nakaros thì không có cửa ăn rồng nhanh rồi. Krita đấy ăn rồng nhanh mà mất ít máu. Nhưng mà con này còn nhanh hơn đấy nữa cơ. Này. Em yêu ơi, về quê anh nhé. Về quê anh sẽ cho ăn thịt gà. Đúng rồi, hay quá. Giờ mình thoát chết trong gan tức. Và đấy mà này chúng chiêu của cái con. Ê, bày rồi. Nhưng mà sao cái con ấy nó này xài chúng cái chiêu một của nó mà ít máu thế nhỉ. Đây. Này,
Đấy, đánh này, ui dồi ôi, lại sướng này, sướng này. Tuyệt vời. Rồi, Oma làm gì đây? Anh chạy đi đâu bây giờ? Ôi dồi ôi, trâu quá, Oma trâu quá cơ. Thật ra Nakarok thêm bạn bị mình đánh cho giờ không còn đường mà về luôn rồi. Đấy, phức hợp kiếm rồi. Mới lên có một cây mà xem bạn muốn xỉu luôn rồi. Chắc mình cũng cho endgame đấy thôi ha. Thôi từ. Không chơi, ai chết cứ chết đi. Thật sự là mình chưa muốn kết thúc game ở đây. Mình muốn lên khoảng 4 món gọi là phức hợp kiếm để xem nó mạnh tới mức nào. Mình chưa lên thử bao giờ. Mình mới chỉ làm một cái clip về Violet lên mát phức hợp kiếm thôi. Nhưng mà bá đạo lắm. Clip đó mình làm lâu rồi, không biết mình xóa chưa nữa. Nói chung là rất là lâu rồi. Hồi đó có khi mọi người chưa biết đến mình cơ, mình đã làm clip đó rồi. Nhưng mà chả ai xem hết. Nhưng mà nó rất là mạnh. Trời ơi, lên mát phức hợp kiếm luôn. Phê phải biết. Đây thì hôm nay mình sẽ làm clip về cái con Phoenix này luôn. Hiện tại thì con này được bán khoảng có 1-2 ngày gì đấy. Chắc là mới bán thôi. Mọi người cứ hỏi mình bán khi nào mình không biết nữa. Nhưng mà hôm nay mình thấy bán rồi. Khi mà mọi người coi clip này ai mà không tin thì cứ vào cửa hàng mà mua thôi. Nào, nào, ui giời ơi, cứu tôi với, có ai không? Ui giời ơi, ây, trời ơi, hay quá, thoát chết gan tức rồi. Violet ơi, đừng có làm thế, đừng, hay quá, bạn ấy lùi về rồi. Khi mà thấy cái đu tem mình này, bạn ấy không còn dám hổ báo nữa, hay quá. Và đấy mình cứ phát đinh linh là mình có khả năng là mình phải tử vong rồi cơ. Nhưng mà không ngờ, ba người dồn ra mà mình không chết mà mình vẫn thoát được. Nói chung là tuyệt vời. Đi ăn con rồng chơi ha. Đâu à? Đây, ăn rồng đi. Lên ít đồ cái nào, lên phức hợp kiếm cái nào. Với lại phát đấy mình lên phức hợp kiếm ấy, máu nó nhiều. Xem bạn ba người đánh mà mình đâu có chết được. Nếu mà mình không lên phức hợp kiếm có khi lại bốc hơi được nên đi chứ. Nó cần 1000 máu mà. Rồi xong, Violet là lộn không qua tường rồi. Rồi xong, bạn ấy phải lên bảng đếm số thôi. Khi mà mình đây quăng cho một cái bùa này. Rồi ôi, hai mạng double tap luôn. Thôi, ăn cái con mũi xanh này đi. Lấy máu ấy coi. Phức hợp kiếm hút máu mà. Rồi xong tới lượt Natalia. Ôi giời ơi. Sướng nhá. Hiện tại thì mình đã giết được 8 mạng rồi. Hỗ trợ thì rất là nhiều, 5 mạng luôn. Nói chung là mọi người có thể thử nhá. Nếu mà mình có điều kiện sắm em này về vào đánh thường thử mà xem, lên mát phức hợp kiếm luôn. Ôi giời, đừng có hỏi cái độ bá đạo của nó. Vừa có xin giáp, vừa có hút máu, rồi lại còn có thêm cả máu nữa. Ui dồi ôi, phê, sát thương vật lý luôn. Đấy, tuyệt vời, sức thúc ngáo luôn. Không mà bị ti liền, 13.7 luôn chứ. Thế mới chịu cơ. Ok, thì mình cũng xin dừng clip về thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này nhá. Hôm sau thì có điều kiện thì mình sẽ làm clip tròn tròn mà lên đồ như thế này. Nhưng mà mình phải nhắm ăn được thì mình mới lên. Chứ lên đồ như thế này mà nó phế thì chắc chắn là mình không bao giờ nghĩ tới đâu. Thôi bye bye mọi người.